Ngày 26 tháng 8 năm 2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khóa 15 được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ mới. Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 432 trên 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 89,81% tổng số đại biểu quốc hội. Cũng trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Chí giữ chức tranh án tòa án nhân dân tối cao thay ông Nguyễn Hòa Bình. Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình. Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê quán xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13, Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác. Trước năm 2007, đại tá Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, Bộ Công an. Tháng 1 năm 2007, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm Tham nhũng, Bộ Công an. Tháng 4 năm 2007, Thiếu tướng Công an Nhân dân. Tháng 5 năm 2008, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 4 năm 2010, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, khóa 17, nhiệm kỳ 2005-2010. Tháng 9 năm 2010, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, khóa 18, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 8 năm 2011, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tháng 1 năm 2016, Đại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa 13 được bầu giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tháng 1 năm 2021, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 2021, được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung ương Đảng. Ngày 26 tháng 8 năm 2024, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.